Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tín chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tín.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tín đã có mặt tại trục đường Tân Sơn thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu đến hàng về một căn siêu biệt thự rất là đẹp. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà mình. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 8m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 18m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt và ba lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình có tới 5 phòng ngủ chính và tới 7 nhà vệ sinh. Trong đó thì mình sẽ có một phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm. Và với căn nhà mình thì được anh chị thiết kế cho mình có một cái phòng ngủ ở dưới tầng trệt để thuận tiện cho gia đình có nhu cầu cần phòng ngủ ở dưới tầng trệt thì rất là thuận tiện. Và với căn nhà mình thì được thiết kế có gara để xe hơi riêng và có một cái hồ cá koi ở phía trước căn nhà rất là rộng để gia đình vui chơi hóng mát và chiêm ngưỡng cái khoảng sân ở phía trước của căn nhà. Và với một căn nhà mình thì được các chị thiết kế theo phong cách biệt thự, phía ngoài mình sẽ có những cái lan can được làm bằng sắt uốn hoa văn và những cái mái thái cũng được các chị thiết kế rất là đẹp. Và căn nhà mình thì nằm ngay trục đường Tân Sơn, thông từ trục đường Tân Sơn sang trục đường Phạm Văn Bạch sát với lại chợ Phạm Văn Bạch cũng như đối với diện với lại sân golf Tân Nhất thành phố Hồ Chí Minh và gần với lại phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh, thuận tiện để khách hàng mua ở, mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán với con đường thông ở phía trước căn nhà. Và căn nhà mình thì nằm sát với một cái ngã tư, thuận tiện để khách hàng mua ở, mở văn phòng công ty cũng như di chuyển xe hơi, xe tải quay đầu rất là thuận tiện. Và đây là trục đường dẫn ra trục đường Tân Sơn. Từ vị trí căn nhà mình di chuyển ra trục đường Tân Sơn phía ngoài nó tầm cỡ khoảng độ 50m và phía ngược lại thì mình tầm cỡ khoảng độ 50m nữa thì mình sẽ di chuyển ra trục đường Phạm Văn Bạch. Và căn nhà mình thì nằm sát với là một cái góc ngã tư, một con đường thông bàn cờ và thuận tiện đến nhà hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán với con đường thông tứ phía. Và với căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ, khu phân lô khu đất cấp ngày xưa của quân đội, cho nên là đường xá rất là rộng và ở đây có những cái ngôi nhà cũng như là ngôi biệt thự được thiết kế rất là đẹp. Và đặc biệt căn nhà mình thì nằm sát với lại căn gốc hai mặt tiền, cho nên là thuận tiện để khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán rất là thuận tiện. Với căn nhà mình thì đang có hướng là hướng chính nam, phù hợp hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Và căn nhà này thì đã được các chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm, cho nên khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà mình sẽ được các chủ nhà để lại hết cho khách hàng. Và với căn nhà này thì anh chị đang rất là cần tiền, cho nên anh chị đã giảm giá xuống tới hơn 2 tỷ để khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà. Và bây giờ chỉ còn lại là 17 tỷ còn thương lượng là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà với giá ban đầu lên đến gần 20 tỷ. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong căn nhà. Thì với căn nhà mình được anh chị chủ nhà thiết kế phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa bốn cánh được làm bằng sắt cắt CNC rất là đẹp. Và một bên thì được anh chị thiết kế cho mình có một cái tường rào và mình có những cái lam trang trí rất là đẹp cho căn nhà. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ có một cái gara để xe hơi rất là dài. Với gara này thì mình có thể được tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà. Ngoài ra thì mình còn để được rất là nhiều xe gắn máy. Với sàn nhà mình thì đổ bê tông, được lót gạch đá hoa văn rất là đẹp. Và phía trước thì mình sẽ có một cái khoảng sân. Khoảng sân này thì cũng được các chị thiết kế và trồng cho mình có những cái dàn cây xanh rất là đẹp. Và mình có một cái hồ cá koi, có thác nước chảy róc rách rất là đẹp. Và bên trên cũng được các chị thiết kế cho mình có một cái hòn Nam Bộ, một cái hòn Nam Bộ. Và phía bên dưới thì được anh chị thả cho mình rất là nhiều cá ở phía bên dưới để mình ra bên ngoài vui chơi và hóng mát cũng như để chiêm ngưỡng. Với căn siêu biệt thự góc hai mặt tiền đang được anh chị chủ nhà cần tiền giảm giá lên đến gần 3 tỷ đồng. Thì quý khách đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín Hoàng đi xem một căn
Siêu biệt thự nằm ngay trục đường Tân Sơn thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, đối diện với lại cổng sân golf Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh, để gia đình có nhu cầu vui chơi cũng như là đánh tennis ở trong sân bay thì rất là gần. Và với căn nhà nằm sát chợ Phạm Văn Bạch thì thuận tiện để gia đình mua để ở và mua đầu tư cũng như là cho thuê. Với căn nhà mình thì được các chị thiết kế cho mình khu vực cửa chính tự trệt, một bên thì mình làm gara để xe, một bên thì mình làm phòng phòng khách. Và di chuyển vào bên trong thì một bên thì được các chị thiết kế để làm phòng bếp, và một bên được các chị thiết kế để làm phòng ngủ. Và phía sau thì mình sẽ có một cái khoảng sân rất là rộng ở phía sau, thì để gia đình có nhu cầu phơi quần áo hoặc là trồng cây phía sau thì rất là thuận tiện. Và phía sân sau thì anh chị mới thiết kế cho mình một cái nhà vệ sinh thôi, cho nên là rất là rộng. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ ở dưới tầng trệt của căn nhà. Mình có giường rộng lên đến 1m8, có đầy đủ chăn ga, gối nệm, có cửa sổ mở ra bên ngoài thấy gió và ánh sáng, tủ quần áo riêng biệt và một cái máy lạnh tặng kèm. Đây là khu vực không gian phòng ngủ ở dưới tầng trệt của căn nhà. Phòng ngủ này thì rất là thuận tiện để gia đình có nhu cầu cần phòng ngủ ở dưới tầng trệt. Với căn nhà được thiết kế rất là đẹp với nội thất rất là cao cấp. Toàn bộ tủ bếp bên căn nhà mình được sử dụng bằng chất liệu gỗ an cường với mặt đá hoa cương, có hệ thống lavabo, rửa chén bát, kệ để chén bát, máy đong đếm là gạo, lò vi sóng và máy rửa chén bát. Phía sau thì mình sẽ có một cái khoảng sân. Khoảng sân này thì một bên được các chị thiết kế cho mình có một cái nhà vệ sinh, và một bên thì anh chị đang để trống để gia đình có nhu cầu chặt rũ quần áo ở dưới khu vực ở dưới tầng trệt thì rất là thuận tiện. Và với căn nhà mình được thiết kế nhà vệ sinh dưới tầng trệt rất là rộng, thoải mái để gia đình sử dụng. Và chỉ với giá 17 tỷ còn thương lượng, thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Một căn nhà nằm ngay trục đường Tân Sơn thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, sát với lại trục đường Tân Sơn cũng như là trục đường chính đường Phạm Văn Bạch. Với căn nhà mình thì nằm trên con hẻm một sẹt của trục đường Tân Sơn thông qua trục đường Phạm Văn Bạch, sát với lại chợ Phạm Văn Bạch và đối diện với lại cổng sân golf Tân Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Và với căn nhà mình đang có bề ngang đến 8m và chiều dài căn nhà mình lên đến 18m, được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt và tới 3 tầng lầu. Mình có tổng cộng tới 5 phòng ngủ, một phòng ngủ đất và hai lầu mình sẽ có 4 phòng. Phía trên thì mình sẽ có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng phía trước cũng như sân thượng phía sau căn nhà. Và ngoài ra mình có thêm một cái phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm ở sân thượng để gia đình sử dụng. Và với căn nhà đang được anh chị giảm giá lên đến gần 3 tỷ đồng, thì căn nhà này lúc trước anh chị gửi bán bên nhà đất Hoàng Tiến lên đến 19 tỷ 950 triệu đồng. Và bây giờ anh chị cần tiền nên chị giảm xuống chỉ còn 17 tỷ còn thương lượng, là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn siêu biệt thự được các chị thiết kế full nội thất tặng kèm rất là đẹp này. Căn nhà này thì đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, anh chị mình thông mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Một căn nhà nằm tại trục đường Tân Sơn thì thuận tiện để khách hàng di chuyển về trung tâm thành phố bằng con đường Trường Chinh và con đường Quang Trung. Từ vị trí căn nhà mình di chuyển về trung tâm thì tầm cỡ khoảng 25 phút và về sân bay thì tầm cỡ khoảng 10-15 phút. Với căn nhà nằm sau cổng sân bay Tân Nhất thành phố Hồ Chí Minh và là nằm trên trục đường Tân Sơn thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, giáp với lại phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà này thì đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, anh chị mình mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Và anh chị có hỗ trợ ngân hàng để gia đình đang có nhu cầu và đang muốn sở hữu cho mình một căn biệt thự đẳng cấp nhất quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Với diện tích này thì cũng tương đối là khủng với lại quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và tại quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh thì nhà đất của Hoàng Tiến đang có một căn nhà với diện tích bề ngang lên đến 8m và chiều sâu căn nhà lên đến 26m. Và được các chị thiết kế có thang máy cũng như là có phòng karaoke, có bàn bida, có hồ bơi. Thì căn đó cũng nằm trên một con hẻm thông thuộc phường 12 quận Gò Vấp này thì đang tới 40,7 tỷ đồng. Thì quý khách hàng đang có nhu cầu, đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà có hồ bơi và có phòng bida
Thì quý hàng nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín đoán hàng đi xem. Với bộ 3 căn nhà phố biệt thự và trên trục đường nhánh đường Phan Rí thì nhà đất Hoàng Tín cũng đang có một căn nhà mặt tiền đường với diện tích là ngang 10m sâu 30m và đúc một trệt, một hầm, một trệt và tới 4 tầng lầu và có thang máy, thì đang có giá là 35 tỷ. Và riêng căn này thì nhà đất Hoàng Tiến cảm nhận với diện tích này và với một cái giá này thì cũng tương đối rất là rẻ, cho nên là quý hàng đang có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một căn nhà biệt thự chỉ trên dưới 17 tỷ thì quý hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Một căn biệt thự đang được anh chị chủ nhà cần tiền giảm giá lên đến gần 3 tỷ đồng này, với căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Mỗi lầu thì mình sẽ có một cái sảnh rất là lớn ở phía bên ngoài này, mình có thể kê thêm những bộ bàn ghế để mình làm việc, hoặc là mình có thể kê thêm những bộ bàn ghế sofa để mình ra bên ngoài vui chơi và hóng mát thì rất là thuận tiện. Và căn nhà mình thì đang có hướng là hướng hướng chính nam, phố xe hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch, chỉ với giá 17 tỷ là quý nhé. Còn thương lượng là quý hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà biệt thự được các chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm, rất là đẹp. Và di chuyển lên khu vực lầu 3 căn nhà mình thì chỉ có một cái hành lang rất là rộng, lang để mình ra bên ngoài, mình có thể quan sát xuống khoảng sân thượng, sân ở phía bên dưới của căn nhà. Và đây là không gian phòng ngủ số số 5 của căn nhà. Mình có 5 phòng ngủ chính đều được các chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm. Phía sau thì mình sẽ có phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm và sân thượng ở phía sau căn nhà. Thì quý hàng đang xem video hãy đăng ký kênh để nhà đất Hoàng Tín luôn cập nhật với nhà những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Đặc biệt là những căn nhà đang được anh chị chủ nhà cần tiền giảm giá lên đến 2-3 tỷ đồng. Thì quý hàng cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín Hoàng đi xem. Một trong những căn nhà đẹp nằm tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và đang được anh chị chủ nhà giảm giá. Thời điểm mà gần là cuối năm 2023 với thị trường bất động sản đang chạm đến đến đáy. Và đây là khu vực sân thượng căn nhà, sẽ có một cái phòng xông hơi, có bồn tắm nằm, có nhà vệ sinh, có vách ngăn tắm kính, hệ thống lavabo bàn cầu và tủ quần áo kệ để quần áo cũng như là khăn tắm được các chị thiết kế rất là đẹp. Với một căn nhà đang có hướng là hướng chính nam, phố Tràng thuộc mệnh ở Đông Tứ Trạch, và là căn biệt thự đẹp nhất nhì quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, và đang được anh chị nhà cần tiền giảm giá bán gấp. Thì quý hàng cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì anh ta liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Và chỉ với giá trên dưới 17 tỷ là quý hàng đã sở hữu cho mình một căn nhà đẹp đang được anh chị chủ nhà cần tiền giảm giá bán gấp này. Căn nhà được thiết kế rất là đẹp với khoảng sân thượng rất là rộng để tha hồ, có thể lên mình vui chơi hóng mát và trồng cây ở phía bên trên. Một căn siêu biệt thự rất là đẹp và đang được các chị chủ nhà cần tiền giảm giá lên đến 3 tỷ đồng. Với căn nhà này thì nằm tại trục đường Tân Sơn, thông qua trục đường Phạm Văn Bạch, thì thuận tiện nếu nhà muốn ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Thì quý hàng đang xem video nhớ đăng ký kênh để nhà đất Hoàng Tiến luôn cập nhật với nhà những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Trên kênh YouTube nhà đất Hoàng Tiến thì chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, thì quý hàng có thể tham quan và lựa chọn cho gia đình mình một căn nhà ưng ý, có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng và có hỗ trợ qua ngân hàng để quý hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà mới đẹp và thủ tục nhanh chóng nhất. Rồi, video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý hàng trong những video tiếp theo.